Xin chào các bạn nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa các bạn đến thăm một cái khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em. Ở quanh khu này thì có rất là nhiều các cái trò chơi khác nhau trẻ em có thể chơi, có từ bập bênh này, cầu trượt này, xích đu lớn, xích đu nhỏ, tất cả đều có. Hiện tại là bây giờ là vào mùa xuân thì cây cối đang bắt đầu ra hoa đâm chồi lẫy lộc rất là nhiều, và xung quanh đây thì các cái bãi cỏ nó tràn ngập một cái màu xanh và một màu vàng, các cái hoa bồ công anh nó mọc ở rất là nhiều nơi. Đây này các bạn có thể xem này, rất là nhiều, nhìn rất là mướt mắt, chỉ có màu xanh với cả màu vàng ở các cái bãi cỏ. Ở cái khu này thì mới được xây dựng có vài ba năm thôi nên là các cái cây bóng mát nó vẫn chưa lớn, chưa to, nên là mùa hè có thể nó sẽ hơi nắng, nhưng mà ở trong cái khu này thì khá là yên tĩnh vì vùng nó nằm ở bên cái lối đi bộ ở bên đường này, không cạnh đường giao thông, không có xe cộ đi lại nhiều. Xung quanh thì nó cũng có một phần là có các cái hàng rào bằng cây cối tự nhiên. Ở trong cái khu vui chơi này thì cũng thiết kế một cái sân bóng nhỏ ở trong này cho các bạn trẻ lớn hơn, từ khoảng từ 6 đến 10 tuổi thì có thể chơi đá bóng ở trong này, hoặc là cũng có thể chơi bóng rổ ở đây. Ở đây có một cái giếng khoan này, vào mùa hè thì trẻ con có thể bơm nước lên đây để chơi nghịch này. Bé như mình thì cũng rất thích là chơi xúc cát hay là dùng ô tô chở cát ở những cái khu vui chơi như thế này. Thì nhà mình thì mới sang đây được ít hôm thì đang nộp đơn để xin cho bé đi học. Thì trong cái thời gian này thì cũng mình cũng hay cho bé ra ngoài chơi nhiều chứ không cho ở nhà. Ở nhà bé sẽ xem tivi rất là nhiều. Ra ngoài chơi thì không gian nó thoáng đãng, không khí trong lành hơn. Ở đây họ cũng thiết kế một số các cái bàn này thì các cái bố mẹ các thứ của các con có thể ngồi đây chơi, xem các bạn ý vui chơi. Hoặc nhiều khi những cái khu vui chơi này thì những người già người ta cũng hay đến đây chơi. Nhưng mà trong cái thời gian mình quay đây thì nó vào buổi sáng đây và vào các cái ngày trong tuần nên là cũng không có người đến mấy. Ở đây còn là một cái đường cống ngầm cho trẻ con chui qua đây này. Ở đây có một cái xích đu lớn này. Xích đu này có thể 2-3 bạn nhỏ có thể ngồi lên đây đu được. Hôm nay mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn like, đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.